Ok, và xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chơi liều tìm Samira ngay từ vòng 2.1 nha các bạn ơi. Vì này, ui, cấp độ 5 thì chỉ có 2% thôi. Cơ mà không có Samira, đổi lại thì chúng ta lại có Garen đây rồi. Ok, vậy thì 2.1 có Garen vậy. Nhìn chung thì tất cả người chơi đều sở hữu cho mình những cái lõi kim cương thích hợp. Mình thì đã lựa chọn một cái lõi quá trời trò. Chỉ cái này nó lag hơn với cả nó bị khuất hình à. FPS nó kiểu giật không tung tóe lên. Bạn này thì lấy Donny đóng giày này, lên mid gặp tao. Mình sẽ chỉnh lại cái cửa sổ đi anh em ơi. Ok. Ui giời ơi. Giọng một phát thế là đứng hình cả lũ luôn. Pha này mình nghĩ là vẫn có thể chiến thắng được. Theo anh em thì có Garen sớm, chúng ta nên chơi cái đội hình gì đây? Thần giáp, vệ quân. Hợp lý đấy. Có cả Velvet luôn. Cháy thế nhờ. Velvet này thì mình sẽ thay vào vị trí của Kayle nhỉ? Hay là còn Zac với cả Riven nữa cơ. Khét thực sự. Riven thì là vừa có vệ quân vừa có đấu sĩ, thế thì gọi là thơm hơn cả Velvet luôn chứ còn gì nữa. Còn Velvet đấy mà mình có đổi ra cho mình Samira mình ấm no luôn anh em nhở. Ai đây nào, khuyến mãi kinh nghiệm đến từ vị trí của là mình Hot Boy, có cho mình được 4 siêu thú. Siêu thú này mà phải lấy game thì mình nghĩ là rất trâu bò, với cả đép máu rất ổn định nha anh em nhé. Rồi, bọn này chắc là thiếu Riven thôi. Có Riven chắc là anh ta úp cấp 5 luôn. Tại vì có cái lõi nó phải gọi là siêu hack kinh nghiệm. Rammus, à Lucian, CV và Pantheon cũng không có gì gọi là ngon nghề cả. Bán rắc đi thì ta tích lên được 10 tiền này. Quà sinh nhật Donny đóng giày. Nhiều anh em là cũng gọi là quà sinh nhật. Mà cái lõi quà sinh nhật nhá, anh em mà mình lên được cái cấp độ 9 ấy, ui dồi ôi, tưởng 5 tiền 2 sao vào phát thôi là đã thấy mệt người luôn rồi. Hậu Bulon. Bạn này như là anti của bạn hậu rồi. Đặt quả tên Hậu Bú Lợn. Ác ôn thực sự. Chắc là chúng ta vẫn có thể ăn được thôi. Nhưng mà cái lõi công nghệ của bạn này là trộm cắp, à trộm cướp. Hai cái bao tay đậu tặc. Nhưng mà mình thích cái combo mà Donny đóng giày kết hợp với cả băng trộm ấy anh em. Đấy, hai bao tay đậu tặc với cả Donny, trời ơi nó đã. Nó đã về gọi là kiểu lõi trong mơ luôn. Phê. Bây giờ thì top 4 bây giờ chúng ta sẽ lấy được cái gì đây? Khai. Rất là nhiều những hàng ngon luôn. Khai này. Vô cực của tôi. Vãi cả nồi ạ. Hay đi chứ. Vậy thì mình sẽ lượm con Rail này vậy. Nghe cái ông Furman đảo như giang lạc vậy. Mình sẽ lắp luôn một cái cung vô cực dành cho Garen luôn. Chuyện này lấy Garen làm công lý thần binh. Đấy. Bổ kiếm cái chỗ nào mà kẻ địch đông nhất và gây sát thương vật lý nha anh em nhá. Chút nữa mà có cái lõi kiểu nâng cấp tướng cho Garen nữa thì thôi. Trận này phải nói là bao phê. Cũng lựa chọn qua trời cho đến từ vị trí của Linh Linh 188. Để coi nào. Garen của tôi đây. Úi giời ơi. Giọng một phát là cũng gọi là choáng hết cả đầu luôn. Choáng váng luôn anh em ạ. Mà chưa thấy con EZ E Dũng đâu nhờ. EZ của tôi đang ở phương trời nào đây? Đây rồi.
Bỏ Riven đi à? Cũng hơi phí đấy. Mà thay vào Rell, pha này thì mình nghĩ nên úp cấp luôn nhá. Check map xem nào. Úp cấp giữ chuỗi thắng là điều cần thiết đấy chứ. Đầu tư một chút cái lượng tiền. Ủa, mà cũng nhận là hơi sai khi mà lựa chọn con sen này thay vì con Riven. Nó cũng như nhau mà nhờ. Trời ơi. Mà thôi không sao. Riven này có thêm đấu sĩ ở quên mất. Bạn này là hai sách trộn ấn là chưa nhặt này. Khả năng sẽ là cái đội hình mà Draven carry kết hợp với siêu nhân. Nhưng mà kiểu lấy cái sách hiệu ấn này về sớm ấy, anh em mình mở sách ra đi. Hay là anh ta sợ tốn slot để có thể slow roll chẳng hạn. Đấy. Nhiều ông ấy thì sợ tốn như thế. Rồi, kết thúc cái vòng 2 này thì chúng ta đã có được 5 trận thắng liên tục. Tiếp tục thôi chứ còn gì nữa. Vẫn giờ vẫn còn quá sớm để có thể gọi là dừng lại phải không nào? Và nhân tiện đây thì anh em nào mà đang xem thì hãy nhớ để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nha. Với cả là có bất kỳ cái ý tưởng gì trong cái bộ môn đấu trường chân lý của mùa 8.5 lần này thì hãy comment ngay ở phía dưới và mình sẽ trả lời tất cả những cái bình luận của anh em. Cho nên là nếu như mà có thắc mắc gì, có những câu hỏi gì thì hãy bình luận ngay nhá. Đừng có ngại. Dạo này tôi thấy anh em ngại lắm nhá. Hay ngại lắm. Samira luôn à? Cái gì đây? Cái gì đây không biết. Đã vậy thì phải thay Samira vào rồi. Lên cấp 7 luôn à? 32 tiền này. Đầu tư quả ép máu chơi lớn không? Mình nghĩ là không cần vội như thế. Không vội vàng như thế được anh em ạ. Này thì lắp cho Vi. Vội vàng cũng có cái giới hạn thôi. Giờ mấy anh em mình vội quá thì những người chơi khác thì sao mà thở nổi đây đúng không? Và bây giờ là 3.1 có luôn 5 đạo trích. Sướng. Đừng bảo với tôi là có thêm một cái ấn đạo trích ở vòng 3.2 này nhá. Như thế là cũng hơi mệt đấy nhá. Lên mid gặp tao. Ui. Nhà tài phiệt à. Trời ơi. Nhà tài phiệt là một trong những cái lõi cực đỉnh luôn anh em ơi. 20 vàng. Nè, thực sự là muốn ham đạo trích lắm. Nhưng mà cái lõi nhà tài phiệt này á, nó sẽ giúp cho chúng ta lên được cột mốc 70 tiền lợi tức. Đấy, lên phát gần như là có full stack luôn. Sướng chưa? Bây giờ là anh em mình cứ thế mà hưởng sái thôi. Chuỗi thắng thì mong sao là cố gắng giữ được. Thứ hai nữa là cố gắng là chúng ta sẽ tích lên thật là nhiều vàng ở những cấp độ cao chúng ta xài cho nó đã cái nư ấy đúng không? Đây, tận dụng đi. Giờ là phải tận dụng thôi. Lên mid gặp tao này. Morgana 2 thì có khả năng thua cao nha. Mình Samira thì mình đã lắp 3 đồ rồi. Cố lên nào. Ui, tình hình có vẻ không ổn cho lắm. Và cá sấu này nó lại là phiên bản ngoại đạo. Cố lên anh em ơi. Samira. Giờ đã đi. Ui, chủ lực. Chủ lực. Chủ lực, trời ơi. Tung ra bao nhiêu là những cục đạn mà chả thấy kích hoạt được chủ lực là như nào đây. 2 TF à. 2 TF. 2 TF này là chúng ta lại phải chơi biệt đội vô cực à. Mà biệt đội vô cực thì nó lại đi cùng với cả kiểu xạ kích anh em. Đấy. Thế nên là kẹp vào chắc là cũng rất là ổn áp thôi. Không thành vấn đề. Ai đây nào? Tao thắng đây à? Bạn này đi chơi ngoại đạo rồi. Lấp lăng phiên bản ngoại đạo.
hình như là đang tìm kiếm Blitz có thể kích hoạt thêm những cột mốc admin. Huyết kiếm à, vô minh bản đạo này thì nó được free huyết kiếm. Nếu mình thì mình sẽ lựa chọn kiểu còn cao mỹ lệ carry thì chắc là ổn áp hơn đấy. Đấy, tự dưng thua một trận làm nó mất hết cả hứng lên, buồn. Chúng ta có thêm 3 cái nước mắt ở trong phiên đi chợ lần này. Zamira là có, nhưng chắc chắn sẽ không đến lượt mình. Tôi có thể lấy bất kỳ điều gì. Giáp cũng ngon, BF cũng ngon. Mình sẽ lấy BF đi. Giáp thì sẽ có thú tượng, nhưng mà BF này thì sẽ là giết khổng lồ dành cho Samira. Ui, vũ khúc tử thần thì không cần. Thường thì mình hay chơi Samira những cái đồ này lắm anh em, hoặc là cung xanh vô cực và diệt khổng lồ. Như thế thì hơi nhiều sát thương. Thay vào đấy thì chúng ta có thể thay bằng vô cực, diệt khổng lồ và bàn tay công lý. Nó cũng có kiểu gọi là vừa khả năng hồi máu nhờ cái bàn tay công lý nữa. Cho nên là anh em có thể cân nhắc đồ cho những con chủ lực của chúng ta gánh đi một cách ổn thỏa. Là Minh Hot Boy càng nhờ. Bạn này thì đã có được 5 siêu thú rồi. Ô, lựa chọn cặp đôi hoàn cảnh, nhưng mà về cấp độ thì tôi chưa thấy kích hoạt quá nhiều. Sao không sử dụng hai con Vayne, hoặc là hình như chưa có Vayne thay thế rồi. Đang kẹp thêm Dila lấy thêm sóng đấu này cũng là một sự lựa chọn tuyệt vời. Nếu như mà chúng ta có dự định là mạ vàng những cái thanh niên siêu thú 3 sao thì có thể lấy cặp đôi hoàn cảnh này. Ồ, rất là nhiều Riven này. 3 thằng Riven luôn chứ. Thay vào đây đi. Alistar. Giờ tích nhiều tiền chơi cho nó đã này. 74, 69, 57. Hoặc là gặp bạn PD anh. Trận này nhìn cùng khá là căng. Đã lựa chọn hai ấn của song đấu rồi. Càng thế. Không phải là bài Raven Carry như mình nghĩ. Vậy là bạn PD anh này đã lựa chọn đội hình song đấu. Với hai ấn song đấu này thì nếu là mình sẽ lựa chọn có thêm hai ngưu binh thì có thể củng cố thêm dàn tanh như là Alistar với cả con Anie. Được thêm nữa thì chúng ta có thể kẹp với Virgo vào. Như vậy thì sẽ có được 4 ngưu binh rất trâu, mà lại đi cùng với cả ma pháp sư Chitofay nữa thì đội hình gần như là toàn diện. Những cột hộp cột mốc hũ này thì mình sẽ không lấy vội đâu. Mình sẽ chơi những cột mốc hũ cao hơn nhá anh em nhá. Chơi là phải chơi tới bến tới số luôn. Tới số tới má luôn anh em nhờ. Nhớ nha anh em nhá, những cái nút like và nút đăng ký kênh chính là những nguồn động lực lớn nhất để mình có thể sản xuất ra những cái video chất lượng mỗi ngày và thực hiện được nhiều ý tưởng của anh em hơn nữa. Cho nên là đừng quên ủng hộ mình bằng một nút like và để lại một bình luận. Chẳng hạn như là mình có sai sót gì ở trong video ấy thì anh em cứ bình luận đi. Hoặc là có thêm những ý tưởng gì tuyệt vời, comment ngay. Đấy, cho Echo vào đây đi. Tôi vẫn rất là thích con Echo này bởi vì nó có cái mà khiêu khích ý. Kiểu con nào con Riven của mình gần bay màu nó khiêu khích qua đấm Echo. Furman lựa chọn đội hình quân cảnh laser kết hợp với xạ kích. Ui, ấn admin là có. Cơ mà tôi đánh giá không cao cái lõi của bạn Furman để chọn. Nếu mà xác định lấy quà sinh nhật thì mình sẽ hướng đến là đánh úp cấp thay vì gọi là chơi drone 3 sao như thế này. Ok, mỗi bạn sẽ có một cái lối chơi riêng, hoặc là bạn Furman này muốn lên
những con chủ lực 3 sao sau đó thì mới úp cấp. Mưa vàng này, bù nhìn đáng sợ này, tuyệt diệt, toàn diệt, chùm cuối, trời ơi. Mình sẽ lấy cái chùm cuối này quá. 20 sức mạnh thuật sau 4 giây. Tôi đang tính roll tìm cái lõi mà của Ugot thợ săn kho báu, nhưng đáng tiếc thay thì không có rồi. Nếu như mà cho vào ngay thì chúng ta sẽ mất đi chủ lực của Samira. Hai chủ lực à, hay là bốn chủ lực bây giờ? Sẽ vẫn phải tích lên cột mốc 40 tiền. À 70 tiền mới đúng. Để vẫn tối ưu về nhà tài phiệt. Khó nhờ, vậy là chúng ta còn tìm thêm cả Mifferton hay là ấy nữa thì sẽ chơi được bốn chủ lực. Linh Linh 188. Người anh em này thì có huy hiệu của biệt đội vô cực. Để xem nào. Ui giời ơi, tưởng thế nào vẫn chưa thực sự là mạnh mẽ lắm. Nâng cấp anh hùng của EZ đa số là những cái nâng cấp 5 tiền với các 4 tiền thôi. Fiddle Stick và Fiddle Stick với cả Samira này. Mordekaiser thì hiện tại mình vẫn chưa chơi được. Cái này thì nó lại là lõi Big Boss trùng cuối mà. Finally Boss. Cho nên là chúng ta sẽ cho vào những cái giai đoạn mà cuối cùng đi. Đã là trùng cuối thì phải xuất hiện cuối. Chưa thể lộ diện ngay lập tức ở đây được. Vẫn là đạo trích đến từ vị trí của hậu bú lợn. Hậu bú lon. Căng nè, căng nè. Lựa chọn lõi của Samira luôn. Mày này. Mày này. Mày này. Ok, 12 trên 10. Chúng ta sẽ có thêm được một cột mốc cũ nữa. Quá giòn. Garen à, trời ơi nhớ con Garen à. Nãy mình bán nó đi mất rồi. Giờ nếu lấy được thì cũng ngon. Thêm một quyền năng, à không, thêm một vuốt rồng giáp máu. Hoặc là thú tượng. Thú tượng à. Thú tượng thì sẽ là phải là Nunu mới đúng. Có ngay cho mình cái thú tượng. Vương miện chiến thuật. Chắc là vẫn chưa dừng lại ở đây đâu anh em ạ. Quá sớm. Cấp 8 vẫn còn 80 tiền cơ mà. Thì sẽ lắp luôn một cái thú tượng dành cho con Vi này. Admin ngoại đạo và đạo trích. Để xem là gặp ai, lên mid hay gặp tao. Không phải, là tao thắng đây. Lựa chọn nâng cấp anh hùng của con Leona và lắp ấn ngoại đạo dành cho Midfortune à. Rất là cháy à nha. Ui trời ơi, con Midfortune ngoại đạo nó bắn ác thật. Pha này thì đi rất sâu rồi. 7 trên 10. Hỏng hỏng hỏng. Chúng ta có thêm Vi nữa đây. Kéo hơi căng. Máu tụt không phanh luôn. Khó chơi đấy. Lên mid gặp tao. Là mình hot boy. Ông nào cũng ghê gớm cả. Mà cái ông mở sách cho ấn ra hai cái ấn song đấu tài kinh khủng. Đây. Mà ông này hình như là không biết tận dụng cái lõi của cặp đôi hoàn cảnh thì phải. Vẫn chơi siêu thú thuần thôi.
Hỏng rồi, hoặc là chờ tính lên 3 sao thì mới cho vào hay sao ấy. Chứ đội hình của bạn này tôi thấy là mạnh thì mạnh thật, đấm thì cũng thốn thật, nhưng cảm giác vẫn chưa tối ưu. Đây rồi, 100 tiền của tôi. Thôi xong rồi, bye bye. Bye bye mấy thằng em đạo trích. Nhanh tay lẹ mắt, nhanh tay lẹ mắt, nhanh tay lẹ mắt nào. Đồ thủ này thì ném tạm cho Riven đi. Đồ đam này thì đương nhiên sẽ là còn Mordekaiser. Ok, Fiddlestick. Phải đôn thật là nhanh vào nhá anh em nhá, tại vì những cái vòng này rất là quan trọng. Anh mình không thể nào mà bị mất quá nhiều máu được. Mordekaiser có vẻ ra rất nhiều. Đây, mình sẽ làm nhẹ một cái nỏ set cho Fiddlestick. Hộ công thì đang ở cột mốc 3. Janna 2. Trời, hai con này cũng được, bởi vì nó kéo thêm tướng vào đông lắm. Đồ thủ này à, thì sẽ ném cho Leona đi. Đoàn. Giờ thì đến thời của anh em mình rồi. Đến thời của anh em mình rồi. Phê mình. Syndra 2, EZ, Janna luôn này. Mordekaiser, trời ơi. Ui, ra như cơn mưa 5 tiền luôn. Nó đã thế anh em ơi. Rôn đỏ thực sự luôn ạ. Phê vãi. Lâu lắm rồi mới có những cú rôn phải nói là chỉ cần vài cú click thôi mà mình đã gần như là full 5 tiền 2 sao Exodia. Nhưng mà đương nhiên là mình sẽ không thể nào mà dừng lại ở đây được. Nó sẽ là phải một tướng 5 tiền 3 sao. Ok chưa? Thốn liền. Mà đến vòng 5 rồi mà chưa ai bay màu à? Nên nhìn lên mid gặp tao với cái tên hổ báo. Anh ta đã phải tạm dừng cuộc chơi với vị trí top 8. Mordekaiser. Fiddlestick 2. Janna. EZ. EZ à? Nunu này, Nunu 6 con rồi, Fiddlestick này, Ugot à? Bán Leona đi không? Hoặc là thay bỏ Janna đi luôn. Đây nhìn này. Ui, phê thế. Ô, bạn này cầm một con Nunu, bạn hậu bú lợn. Để cho bạn này đi đi sớm này anh em ơi. Hình như là cũng vừa mới nổ hũ của đạo trích. Nhưng mà không chịu thay vào kịp, thế là đi luôn, đứt cước luôn. Đứt cái cước luôn. Nhờn. Nhờn với chúng tôi. 35 máu. Lại là Leona với cả Syndra nữa. Coi nào. Chủ lực à? Thực sự thì Mordekaiser 3 thì chỉ cần một chủ lực thôi là cũng đã quá đủ rồi. Lấy thêm mũ phù thủy vậy. Còn 4 chủ lực thì mình nghĩ là không có một cái con nào trong cái game này trụ được một cú bon của Mordekaiser quá. Fiddlestick và Syndra. 6 Fiddlestick, Janna này. Lại là Leona. 2 Syndra. Trời ơi. Tập trung mình sẽ bán những con mà không cần thiết trong đội hình đi nha. 6 EZ rồi. 7 EZ. Phải chăng mình đang quá tham lam?
Tham lam quá à anh em. Ồ, bạn này cầm Fiddlestick à. Mình sẽ chưa lắp đồ vội, bởi vì nếu như mà lắp đồ thì nó sẽ gọi là mạnh quá. Thế thì mấy ông này sẽ đi nhanh hơn thôi. Mình vẫn còn muốn chơi tiếp. Không ổn rồi. 35 máu. Sẽ cần phải có những cái gọi là sự quyết định đúng đắn. Lại là Mordekaiser. U god trời ơi. Tạm biệt Nunu đi. EZ Mordekaiser 3. Nice anh em ơi, trùm cuối đã xuất hiện rồi. Và chúng ta còn thêm gì nữa? EZ 3 sao. Wow. Lượm luôn. Hai tường 5 tiền 3 sao các bạn ơi. Nếu được nữa thì mình sẽ lên luôn con UGOT cho anh em xem. Và nếu mà không lên được thì mình sẽ bán nó đi luôn. Boom boom boom. 70.000 sát thương cho một cú kỹ năng ạ. Quá kinh khủng rồi. Siêu phẩm có 1 trong 2. À có 1 không 2. Gõ U đầu hết. Và chúng ta cần thêm 2 UGOT nữa. Khả năng là hơi khó rồi. Toàn là Fiddlestick thế này. Oh no. Vậy là sẽ có một pha 2 vs 9. Nếu mà mình cứ ôm khăng khăng con Fiddlestick thì nó sẽ không ra bất kỳ một con nào nữa. Chưa kể là bạn tao thắng đây cũng đang nắm giữ một con. Nếu mà xuất hiện thêm một con UGOT nữa thì theo anh em mình có nên bán con AZ đi để có thể tìm kiếm không? Kiếm súng hashtag. Ui. Bán không? Thôi thôi thôi. EZ vẫn là đỉnh hơn anh em ạ. Tôi không quá liều lĩnh nữa. Xem tôi đây. Những chùm cuối đã xuất hiện. Cho mày lên đầu đi. Cho EZ nó thể hiện trước anh em ạ. Nãy mò được cái sờ nó bắn nhiều rồi. EZ này có trâu đủ không? Đủ đô không? Kỹ năng là có. Hút máu là rất nhiều. Và đó là chiến thắng dành cho từ Việt Nam. Một lần nữa cảm ơn anh em rất nhiều vì đã theo dõi video của mình nha. Và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới.